Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại công viên Hoàng Văn Thụ. Bây giờ là 6 giờ 30 phút chủ nhật ngày 28 tây tháng 6. Hôm nay là ngày mình đi học chủ nhật mà, tuần nào cũng đi. Thông thường khi lên tới Sài Gòn là khoảng 6 giờ rưỡi thì mình sẽ ghé quán cà phê gần trường để uống, rồi đúng 8 giờ để vào trường đi học. Nhưng hôm nay không uống cà phê mà ghé vào công viên này để đi một vòng cũng như tập thể dục buổi sáng. Tính ra khoảng 3 năm về trước mình cũng hay ghé vào công viên này để chơi, vì bệnh viện mình làm cũng kế bên công viên này. Lúc trước hay ghé vào đây để xem người ta câu cá giải trí bên cái hồ đó. Công viên này vẫn như xưa với những hàng cây cổ thụ mấy chục năm. Thôi bây giờ đi một vòng để xem công viên này có gì mới mẻ không ha. Hôm nay là chủ nhật 6 giờ mấy, giờ này cũng là thời gian thích hợp để cho rất là nhiều người ra công viên để tập thể dục buổi sáng. Công viên này cũng tương đối rộng. Nếu mà đi hết một vòng của công viên này chắc cũng khoảng 20 phút, nếu đi không nghỉ ngơi nha. Đây chàng lên xe vào công viên xem buổi chiếu già, làm cho những người ở Sài Gòn nhớ quê hương hơn, còn những người dưới quê mới lên nhìn buổi chiếu bình thường. Rồi đi thôi, đi một vòng. Đây đây đây, bây giờ mình sẽ vào đây để thử sức của mình, hít xà đơn được bao nhiêu cái. Bây giờ chắc yếu rồi, cái thời mà đi bộ đội á, hít có mấy chục cái là chuyện bình thường. Bây giờ chắc tính ra còn phải hít được 3 4 cái rồi. Vô đây để thử sức coi.